Bằng cách nào chúng ta có thể điều trị lỗ chân lông hiệu quả? Việc đầu tiên thì chúng ta cần phải xác định lỗ chân lông hay là sẹo. Chúng ta cần phải phân biệt lỗ chân lông với một loại sẹo gọi là sẹo IBID các bạn. Vì cái sẹo IBID nó có cái kích thước và cái hình dạng cũng tương xứng, tương ứng giống như lỗ chân lông, cho nên là các bạn sẽ hay bị lầm. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ nói về lỗ chân lông. Thì lỗ chân lông có vai trò gì? Lỗ chân lông sẽ giúp chúng ta bài tiết mồ hôi và dễ sẽ tăng tiết cái bã nhờn của chúng ta, thoát cái nhờn ra ngoài. Với những người có lỗ chân lông to, hầu như là những người thuộc tiếp da nhờn. Vì nhờn quá nhiều thì cái việc mà tăng sinh tiết nhờn đó sẽ làm cho cái lỗ chân lông ngày càng to, càng giãn rộng ra. Do đó chúng ta sẽ thấy cái lỗ chân lông nó sẽ to nhiều. Việc đầu tiên chúng ta muốn cải thiện cái lỗ chân lông thì chúng ta phải ức chế cái tuyến bã. Tuy nhiên nếu như các bạn không có lựa chọn cái biện pháp phù hợp thì nó sẽ làm ngược lại là bít tắc cái lỗ chân lông và làm cho cái mụn nó xuất hiện. Do đó chúng ta có thể sử dụng những cái biện pháp mà có xâm lấn, có can thiệp. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng bằng laser, lăng kim, phi kim hoặc là RF, tùy theo cái điều kiện và cái mong muốn nhu cầu của chúng ta để cải thiện cái làn da. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể skin care hàng ngày. Hàng ngày thì chúng ta có thể sử dụng những cái mỹ phẩm sẽ giúp cải thiện một phần nào cái tuyến bã của chúng ta. Có thể sử dụng AHA hoặc là BHA, tùy theo cái nồng độ và cái phần trăm. Thường thì chúng ta có thể sử dụng BHA các bạn. BHA thì nó sẽ tan trong dầu nhiều hơn, là nó sẽ giúp cho cái việc kiểm soát nhờn nó sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể sử dụng cái hàm lượng từ khoảng 2%, nó dạng giống như là cái toner hàng ngày để chúng ta có thể sử dụng. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng retinoid hay là adapalene. Đó là một trong những cái giải pháp giúp cho chúng ta cải thiện. Cái này là chỉ giúp chúng ta cải thiện thôi các bạn, chứ không thể nào mà giúp cho cái lỗ chân lông thật sự là nhỏ hơn được. Chúng ta sẽ có thể là giảm đi cái lượng bài tiết, giúp cho da nó sẽ cải thiện một phần nào đó thôi các bạn nhé. Chúc các bạn điều trị thành công.